Vâng, tiếp tục dọn kho được một em tủ đài nữa đấy. Đây, em tủ đài này rất là đẹp cho các bác nhé. Đẹp lung linh luôn. Em tủ đài này báo cáo các bác để cho các bác giá 1 triệu 9. Về có một số cái này các bác phải dọn này. Đĩa CD vận chuyển bị kẹt này. Bị kẹt bác nhìn thấy nó lệch một bên đấy. Không biết nó kẹt này. Bị kẹt đĩa CD này. Đấy. Kẹt đĩa CD. Cái thứ hai là thử đĩa than thì chạy ok rồi. FMI em thì ok rồi. Nhưng mà cassette thì có thả hốc cassette đây. Đấy. Nhưng mà không biết ấn vào nút nào cho nó chạy. Thế mới lạ. Đĩa than thì nói rồi. Cái đấy thì các bác tự tìm hiểu tự mò nhé. Cassette đấy để cho các bác 1,9 triệu có cổng ra nhé. Bây giờ test đĩa than cho các bác này. Đĩa than các bác cài hết ở đây nhé. Đĩa than có tốc độ nhanh chậm này. Bao tiền anh? Em nhận được rồi anh nhé. Rồi nhắn địa chỉ đấy cho em. Đấy, các bác nhìn. Các bác đẩy nhé. Các bác biết tại sao không? Đây này. Do cái cần này bác chuyển ở đây nhé. Đây này. Cái cần này này. Nó bị lệch này, nó bị bẩn này. Đấy, cái trường hợp nó bị đĩa nó bị vấp như thế, bác biết tại sao không? Biết tại sao nó bị vấp không ạ? Các bác nhìn này. Nó bị vênh cái điểm nó lên đúng không ạ? Đấy. Nó vênh cái điểm nó lên. Cái điểm nó gập gồ đến cái điểm này nó lên nó gù lên này, nó gù lên này. Thì nó cứ gù lên là nó sẽ hất cái này nó như kiểu là đến cái điểm nhôm nó nhô lên cái này, nhô lên cái. Đấy. Nên tất cả các bác về làm cái này quan trọng các bác nhé. Chỉ vô tình các cháu nó thả cái tăm vào đây thôi. Không vậy. Nên là cái đầu này về các bác dọn hộ em nhé, phải dọn đấy, dọn căn căn này đấy, được chưa? Ép thẳng cái này đi, cái này nhôm hết lên này, có nghĩa là cái này để nó cong tự do thì nó nhôm hết lên, đấy, để cho bác 1,9 triệu chiếc này, 1,9 triệu chiếc tủ đài này, được chưa? 1,9 triệu chiếc tủ đài, đây, nếu như mà muốn nó chạy phẳng thì phải ép nó này nó vẫn gồ lên này, đến một điểm nó gồ lên, các bạn, nó rất là khó đấy. Có kỳ cái đĩa nó bị vênh. Nó không đưa thì không hiểu nó đây phải chỉnh cân cái cả cái điểm đấy cả điểm này nữa. Thôi về cái bác chỉnh nhé em chịu đấy, nó đi nó do nó vận chuyển nó thế đấy mà thôi để cho các bác 1,6 triệu cho nó sướng đi. Tan cho nó nhanh nhá, khỏi phải chín nhá. 1,6 triệu nhá. Gạch 16. Ok chưa? Để các bác tự dọn. Chứ bây giờ nó kẹt đi, nó vận chuyển nó kẹt cả CD này. Đấy. Để cho các bác. Đấy, được chưa? Đúng không ạ? Đấy, đây. Mới lại có một đôi này bác khách đặt tiền rồi nhưng mà chưa nhận bác nha. Đôi này nha. Đôi M07 nha. Watson 250W một loa nha. Con này hai cầu. Con này 7 triệu 9. Khách đặt 1 triệu rồi nha. Còn 6 9 nha. Đây mặt trước đây. Đây ạ. Mặt trước đây ạ.
Công suất của nó là từ 15W đến max 250W, trở kháng 6 ohm, độ nhạy 93 dB, RRS Group Company England. Chả hiểu là cái gì, để có đọc. Giá 7,9 triệu đã có bản test ở trên kênh rất là nhiều rồi, khách đặt 1 triệu rồi, hủy đơn nhá, còn 6,9 triệu. Bắt đầu lấy liên hệ với em Tuấn. Vâng, tiếp tục dọn kho được một em tủ đài nữa đấy. Đây, em tủ đài này rất là đẹp cho các bác nhé, đẹp lung linh luôn. Em tủ đài này và các bác để cho các bác giá 1,9 triệu. Về có một số cái này các bác phải dọn này. Đĩa CD vận chuyển bị kẹt này, bị kẹt, bác nhìn thấy nó lệch một bên đấy, không biết nó kẹt này. Bị kẹt đĩa CD này. Đấy. Kẹt đĩa CD. Cái thứ hai là thử đĩa than thì chạy ok rồi. FMI em thì ok rồi. Nhưng mà cassette thì có thả hốc cassette đây. Đấy. Nhưng mà không biết ấn vào nút nào cho nó chạy. Thế mới lạ. Đĩa than này nó cái đấy thì các bác tự tìm hiểu tự mò nhé. Cassette đấy, để cho các bác 1,9 triệu có cổng ra nhé. Bây giờ test đĩa than cho các bác này. Đĩa than các bác cài hết ở đây nhé. Đĩa than có tốc độ nhanh chậm này. Tiền anh, em nhận được rồi anh nhé, rồi nhắn địa chỉ đi cho em đấy, các bác nhìn các bác đẩy nhé. Các bác biết tại sao không? Đây này, do cái cần này bác chuyển ở đây nhé. Đây này, cái cần này này nó bị lệch này, nó bị bẩn này đấy. Cái trường hợp nó bị đĩa nó bị vấp như thế, bác biết tại sao không? Biết tại sao nó bị vấp không ạ? Các bác nhìn này, nó bị vênh cái điểm này lên đúng không ạ? Đấy, nó vênh cái điểm này lên, cái điểm nó gập gồ đến cái điểm này nó gồ lên này thì nó cứ gồ lên là nó sẽ hất cái này, nó như kiểu là đến cái điểm nhôm nó nhô lên cái này, nhô lên cái đấy. Nhưng tất cả các bác về làm cái này quan trọng lắm bác nhé, chỉ vô tình các cháu nó thả cái tâm vào đây thôi, không vậy. Nên là cái đầu này về có dọn hộ em nhé, phải dọn đấy, dọn căn này đấy, được chưa? Ép thẳng cái này đi, cái này nhôm hết lên này, có nghĩa là cái này để nó cong tự do thì nó nhôm hết lên đấy. Để cho bác 1,9 triệu chiếc này, 1,9 triệu chiếc tủ đài này, được chưa? 1,9 triệu chiếc tủ đài này. Nếu như mà muốn nó chạy phẳng thì phải ép nó này, nó vẫn gồ lên này, đến một điểm nó gồ lên các bạn, nó rất là khó đấy. Đấy, có kỳ cái đĩa nó bị vênh. Nó không đưa thì không hiểu nó. Đây phải chỉnh cân cái cả cái điểm đấy, cả điểm này. Thôi về cái bác chỉnh nhé. Em chịu đấy, nó đi nó do nó vận chuyển nó thế đấy. Mà thôi, để cho các bác 1,6 triệu thì cho nó sướng đi, giải tan cho nó nhanh nhá, khỏi phải chín nhá. 1,6 triệu nhá, gạch 16, ok chưa? Để các bác tự dọn. Chứ bây giờ nó kẹt đi, nó vận chuyển nó kẹt cả CD này. Đấy, để cho các bác. Đấy, được chưa ạ? Đúng không ạ? Đấy, đây, mới lại có một đôi này bác khách
đặt tiền rồi nhưng mà chưa nhận bác nha. Đôi này nha, đôi M07 nha, mắt tơn 250W một loa nhé. Con này 2 cầu, con này 7,9 triệu, khách đặt 1 triệu rồi nhé, còn 69 nha. Đây mặt trước đây, đây ạ, mặt trước đây ạ. À, công suất của nó là từ 15W đến max 250W, trở kháng 6 ohm, độ nhạy 93 dB, RRS Group Company England, chả hiểu là cái gì, để có đọc. Giá 7,9 triệu đã có bản test ở trên kênh rất là nhiều rồi, khách đặt 1 triệu rồi, hủy đơn nhé, còn 6,9 triệu. Bắt đầu lấy liên hệ với em Tuấn.